Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin được hướng dẫn cho các bạn một cách để mình có thể cài đặt được cái phần lịch thông báo báo động so với chiếc camera Wi-Fi EZBit của mình. Và thường thì các bạn sẽ mua về và các bạn bật báo động lên, các bạn thấy sẽ cảm giác là nó hơi phiền bởi vì lúc nào nó cũng gửi báo động khi mà có người chuyển động qua. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để mình có thể cài đặt được chi tiết hơn cho cái camera lịch báo động của mình, nó trở nên thông minh hơn và nó sẽ không gây phiền phức cho mình nữa và báo tỷ lệ chính xác của nó cao hơn. Thì đầu tiên các bạn hãy vào phần EZBit, các bạn sẽ vào cái camera mà mình cần để chỉnh sửa phần báo động. Mình sẽ chỉnh sửa con C3WN này. Ok, trong phần xem camera các bạn có thể nhìn thấy chiếc cái hình cài đặt đây, các bạn ấn vào đấy, hình cái khóa. Và trong phần này các bạn kéo xuống, các bạn có thể nhìn thấy cái phần thông báo báo động đây, các bạn hãy vào đó và bật thông báo báo động lên, đánh dấu phát hiện các bạn bật lên và lịch thông báo báo động. Và mình sẽ bật cái phần lịch thông báo báo động này lên và mình sẽ sửa chủ yếu trong cái phần lịch này để cho cái camera của mình nó trở nên thông minh hơn và báo báo động chính xác hơn. Các bạn ấn vào trên lịch thông báo báo động và trong phần này các bạn có thể nhìn đây là thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, 6, 7, chủ nhật. Và các bạn sẽ ấn vào chữ gán lịch thời gian này, các bạn ấn vào đây. Đó. Trong phần này các bạn có thể thêm thời gian, đây là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Bạn lưu ý rằng mình không thể cài đặt cho cái camera của mình báo động từ khoảng 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng cùng một lượt được. Bởi vì như thế nó sẽ khoảng cách nó sẽ là 2 ngày, camera nó phân biệt ngày đêm rất rõ ràng và ngày thứ nhất và ngày thứ hai rất rõ ràng. Vậy nên các bạn sẽ phải cài 2 ngày, 2 lần trong 1 ngày. Và bây giờ mình sẽ cài đặt khoảng thời gian cho các bạn xem, mình muốn cài đặt nó sẽ báo động vào khoảng từ 10 giờ 30 đêm đến 5 giờ sáng mai, thì mình sẽ phải cài đặt thành 2 bộ báo thức báo động cho các bạn. Và đầu tiên các bạn sẽ vào thời gian bắt đầu, các bạn ấn vào đó. Ở đây các bạn sẽ chọn giờ, mình kéo lên, mình sẽ chọn là khoảng 22 giờ 30 đêm. Đó, sau khi chọn xong bạn ấn OK. Các bạn thấy nó đã chuyển sang 22 giờ 30. Và thời gian kết thúc các bạn ấn vào đó. Và mình sẽ kết thúc vào khoảng 23 giờ 59 phút cùng ngày. Bạn ấn OK. Và lặp lại, các bạn có muốn nó lặp lại hàng ngày không thì các bạn có thể lựa chọn vào đây. Từng ngày lặp lại, và ở đây mình sẽ lặp lại cả tuần. OK, sau khi chọn xong các bạn có thể ấn trở lại đây. Đó, các bạn nhìn thấy nó đã ghi là lặp lại hàng ngày. Các bạn ấn tích, ấn nút tích xanh nha, nhớ ấy. Đang xử lý. OK. Vậy là nó đã có khoảng báo thức từ 22 giờ 30 đến 23 giờ 59 cho tất cả các ngày, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, và phần. Phần về lại ngày thứ hai và tiếp tục gắn thêm lịch thời gian. Và khoảng thời gian tiếp theo mình sẽ cài đặt là từ 0 giờ 00 đi. Ấn OK. Thời gian kết thúc sẽ là 5 giờ sáng, 5 giờ 30 sáng. Bạn chọn đúng 5 giờ 30 sáng. Và sau đó ấn OK. Các bạn có muốn nó lặp lại hàng ngày không? Và tiếp tục mình sẽ ấn nó muốn lặp lại hàng ngày. Và ấn trở lại. Sau đó các bạn ấn tích xanh. Đó, và tích ở bên góc phải màn hình trên cùng đó. Đang xử lý. Đấy, như vậy là mình đã cài đặt báo thức thành công trong khoảng từ 22 giờ 30 tối đến 5 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Các bạn lưu ý nhé, các bạn sẽ phải cài đặt thành 2 lần trong 1 ngày, chứ không thể nào mà cài đặt 1 lần cho 2 ngày được.
Như vậy thì các bạn, cái camera của bạn sẽ trở nên thông minh hơn rất là nhiều. Và phần dò tìm chuyển động, các bạn ấn vào đó. Ví dụ như cái camera của mình hiện tại đang ở đây, mình chỉ muốn nó phát hiện chuyển động trong một cái vùng cái ngõ này thôi, bởi vì ở trên tường này thì không không thể nào có chuyển động được rồi, đúng không? Không ai thì không trộm nào có thể bám vào tường như người nhện để có thể bò được. Vậy nên các bạn yên tâm là cái tường này không cần thiết, mình sẽ không để báo động ở tường. Và bây giờ mình sẽ chỉ báo động những cái khu vực mà mình cần thôi. Các bạn cần báo động khu vực nào thì bạn khoanh khu vực đó vào. Đó, mình sẽ báo động cái khu ngõ này, khoảng cách ngõ. Đấy, ok, mình làm ví dụ như vậy. Sau khi chọn được cái khu vực báo động, khi nào mà có người đi vào đến cái khu vực mình tô vàng này thì nó sẽ ngay lập tức gửi cho mình một tin nhắn báo động về điện thoại, hoặc là còi hú đèn chớp, tùy theo các bạn cài đặt thôi. Cái này mình sẽ cài đặt là nó gửi một tin nhắn về cho mình về điện thoại cho yên tâm. Sau đó các bạn ấn Save. Đây, Save. Đó, đã hoàn thành. Độ nhạy phát hiện chuyển động. Độ nhạy các phát hiện chuyển động này các bạn cũng không cần phải để mức cao quá đâu nhé. Vì cao quá thì camera nó nhìn rất là tinh, đến lúc mà cái con muỗi nó bay qua nó gửi báo động cho bạn thì các bạn khá là phiền. Thì ở đây mình sẽ đặt ở mức trung bình thôi. Thậm chí các bạn có thể đặt ở thấp hơn một chút, để nó phát hiện những chuyển động lớn thì nó sẽ báo động thôi. Còn những con muỗi hay con rán bay qua thì nó không báo, để đỡ mất thời gian của bạn và đỡ làm phiền bạn. Ok, sau khi chọn xong các bạn có thể ấn trở về. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong hoàn toàn cách để mình có thể cài đặt được cái phần báo động cho cái camera của mình trở nên thông minh hơn và thuận tiện, cũng như đỡ làm phiền tới mình hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào, hãy cứ comment ở dưới video này, mình sẽ trả lời hoàn toàn cho các bạn đến khi nào các bạn hiểu thì thôi. Ok, cảm ơn các bạn.